Hi à, xin chào tất cả bạn biner của By vọt nha, thì hôm nay có một tin vui và chúc mừng cho các bạn biner là cái trang Twitter của chúng ta uh, của By đã đạt là b triệu follow rồi nha các bạn. Thì trang Twitter có nghĩa là trang X Twitter của Olympus mà mua lại trang Twitter đấy, thì trên đó cái đã đạt được b triệu follow thì các bạn đây thành viên dịch cho các bạn nghe cái phần này nha. Hãy cùng ăn mừng thành công tin vui của chúng ta tài khoản Twitter này của Binance á vừa đạt uh, được con số là phi thường là 3 triệu người theo dõi xếp hạng phương tiện truyền thông xã hội của chúng ta ở vị trí cao trong số 1 các dự án tiền điện tử hàng đầu cảm ơn mọi BNR để biến điều này thành hiện thực các tài khoản mạng xã hội chính thức của bi chia sẻ tin tức chính thức về bi về những diễn biến mới nhất trực tiếp với cộng đồng toàn cầu của chúng tôi hãy tiếp tục theo dõi họ về hành trình đến với mạng mở của chúng tôi vẫn tiếp tục thì có nghĩa là ông Nicolas có nhắc trong này là mạng mở sẽ vẫn tiến hành tiếp tục có khả năng cao tới 99 phần trăm là 2004 này mà nét sẽ mở nha các bạn đó thì các bạn có thể là bằng cách ủng hộ cho ông Nicolas một đơn đăng ký ở trên trang Twitter đó thì các bạn có thể lập Twitter về tại tài khoản của twitter nha và các bạn vào đó à, đăng ký và theo dõi và chia sẻ giống như ic rồi đó à, hoặc là evv rồi đó <laughs> nhưng mà mấy ic evv thì nó bắt mình theo dõi nhiều hơn nhưng nicolas không có bắt buộc mình theo dõi nha mình muốn là mình theo dõi thôi nha các bạn thì rất là đơn giản nha các bạn kích vào cái chỗ cái phần ít uh, ecom này nha các bạn uh, đây các bạn kích vào đây thì nó, nếu mà ai có cái tài khoản Twitter Thì các bạn nó sẽ đưa thẳng tới tài khoản Twitter của các bạn nha Đây nha đó Tài khoản là một triệu follow rồi đây nha các bạn Đây nè Đó là tài khoản chính thống của uh, network ở trên trang Twitter nha đó. Thì các bạn có thể vào bằng cách vào đây là like và chia sẻ thẻ tim nè đó, Thẻ tim Hoặc là bình luận hoặc là đăng lại cho họ Nè như thành thẻ tim nè Đây là 35.000 B, B tim nè thì các bạn có thể kích về cái phần giữa đây các bạn có thể đăng lại đây nè đăng lại nằm chỗ đây thì đăng lại hoặc là trích dẫn các bạn có thể nhấn vào đăng lại nè đó nha thì các bạn cố gắng nha các bạn đã cố gắng cho Nicolas một like và một chia sẻ thôi thì để cho cái cộng đồng nó mạnh nha Cảm ơn các bạn